Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Giả Đồng Quê. Thì hôm nay là mấy cô cháu có nấu cái nồi cháo nè, to khổng lồ thiệt là to luôn. Cô Tám, chị Dúc chào cả nhà mọi người ơi. Rồi hiện tại bây giờ là cô Tám sẽ nêm nếm cái nồi cháo. Sớm giờ thì bắt nước lên thả cháo vô đồ nó cũng nhừ hết rồi, giờ thả đồ vô nồi cháo nha. Dạ Tư. Dạ. Dạ không, bữa nay con là tranh ngủ, con đi sớm mà. Cái nồi cháo hết hồn, mỗi lần quậy là phải có cái dầm. Cái dầm này là của bác hai hồi xưa đó, làm để lại để mà nấu những cái nồi to như thế này nè. Mình quậy nó không bị nóng. Dạ, để lại cái cây này nè, gia truyền lại cho anh Út. Đó. Này thì thả núm đồ vô toàn bộ. Qua bên này cho đỡ cay mắt. Hết hồn cái nồi cháo thiệt luôn chứ. Hình cái nồi này hình như là nồi nhất luôn á anh chị. Nồi nhất mạnh cảng luôn. Nồi là không sao hết không? Là hai nồi còn không đủ nữa. Chùa nấu nồi này đó là năm nồi đó. Ồ. Còn qua đây thì nồi hai nồi lớn rồi. Ơi, nấu một lần năm nồi như vậy. Cái này là mình nêm nếm cho nhiều hả vậy. Cô Tám đây là thợ nấu nha cả nhà. Nếu mà ai có nhu cầu đặt đám tiệc, đám cưới hay là sinh nhật, hôi nôi đầy tháng, nói chung là đám gì là cô Tám cũng lãnh nấu hết, giao tận nhà luôn cô Tám. Cháu ơi, mấy cô ở đây cũng rất là thích làm thiện nguyện, mấy cô nào cũng vui vẻ và nhiệt tình hết. Hết hồn cái nồi cháo nè. Thả tàu hủ vô luôn hay vậy chú? Chưa ha. Mới thả núm rồi ha. Sớm giờ thì cũng thả củ cải đỏ với phần bắp vô rồi hết rồi. Khóc luôn á. Bây giờ khóc chết tụi nè. Khóc không á. Không có cái này anh Út tắt cái quạt cái đi là nó không có quạt khói, nó không có cay. Tắt cái quạt đi. Tắt cho nó chút xíu cái đi rồi nó bớt, con mắt cay lại rồi cái mình mở lên. Cháu trai, cháu Tương. Cháu miễn phí. Hôm nay là cũng ngày ăn chay cho nên chị Út là cũng nghỉ bán. Cứ mỗi tháng ăn chay là đều nghỉ bán hết. Ăn sơ ghi nãy giờ cũng ghê. Sáng ăn sơ ghi dặn bụng hả? Ăn sơ ghi uống trà. Ăn sơ ghi uống trà cũng ghê chứ. Tao tính giặt đi miếng muối đó mẹ. Còn đem mặt đèn hồng miếng muối thì cũng miếng muối chờ gọi nhiều hơn miếng muối. Muối à? Giang ham đấy hả? Vui các bạn. Quả chào hôm nay thợ dồn thợ rồi. Ở vậy. Chưa. Cái này là 3-4 thợ rồi. Đấy. Rồi. Vậy là xong hết rồi đó hả chị? Còn đậu phộng nữa kìa. Còn hả, đậu phộng nữa hả? Gốc củ hành nữa. Hành sao phi nữa. Đây là cái phần đậu phộng gan dầu. Ui nóng. Đây, gan dầu nó giòn ha, mình để nguyên vỏ luôn chứ không có bóc vỏ. Còn bên đây chị Út có khử hành phi để vô cho nó thơm. Rồi thì hôm nay là ăn cháo là có bún nè, thêm bánh mì nữa.
thì mấy cô cũng hùng lại. Hôm nay gặp nấu cháo rồi cũng có cô gửi bánh mì để mà gửi tặng. Chị đây cũng mới vừa ra tới. Chị thứ mấy vậy chị? Để làm thứ tư. Chị ba gỗ đi, gỗ. Dạ dạ. Cái tay bà ấy mà thành bọc đây. À bánh bọc ha. Ừ. Rồi. Đây 8. Bún với bánh mì để chung. Đây đời bển đây 8. Dính rồi. Không có dính. Dính. Rồi chị là chị gắt bún đi, em bành bọc ra cái chị liệm chưa? Cái không có cái bao tay mình đúng không? Không dính nước. Để còn nước này cha. Nước đó đâu vô. Vậy đi, vậy đi. Cái bao tay này dính là thứ 8, bao tay thứ đục là dính một nè. Bún này dính này, cái bao tay vô. Để con lấy cái này. Bây giờ xúm nhau cùng nhau để mà vô bọc những cái phần bún khi mà đem đi lại các cô chú làm ở những cái lò gạch đó. Ừ, thêm nước rồi, thêm nước rồi, mốt đi, thêm nước rồi, mốt đi. Ủa đằng à, thêm nước vô là được. Ông Sáu chậm nữa. Đằng ông Sáu có nấu không? Có, đặng có. Ừ, đặng có chuẩn, đặng đóng gọi cho hay gì vậy? Vậy hả? Đặng nấu chết luôn rồi. Không nấu có xỉu à. Bởi vậy tối em nấu thẳng đi. Có xỉu à. À đặng mình tặng gì nữa chị? Cháo, cũng cháo trắng ha, cháo trắng ăn dưa củ cải muối rồi đó ha. Dưa muối, cải muối. Dạ. Ôi ở bên đây vậy mà nấu nhiều ghê luôn ha. Thấy chưa, người ta còn hỏi. Sớm lắm. Lại lại, lại lại cho nó chín thành nước rồi. Nó ghê ha, nó đẳng xuống. Ông Sáu kêu thấy luôn. Rồi kêu thấy chứ. Để cho nó chuyện nghe. Có chuyện sỏi em còn. Có bà Hồng Nga đó lỡ buồn. Bà nói chuyện với Hồng Nga vậy. Dạ. Tiếu như vậy mỗi lần ở bên đây làm vui quá ha cô Tám. Ngồi đông như ghê luôn á, mấy chị đồ phụ đồ này kia quá chèn luôn. Ở à, bả vô chùa cây, bả vô chùa mà bữa nào làm bệnh đó, bả vô chùa bả làm cừ chết. Bữa đó cạo gió kìa, bả vui nữa. Bà biết bả than bệnh, cạo gió đụng tới bả đau, bả đau tới đó. Con thì đè bà phụ đi cạo lần tở. Bả nói vậy nè, con bệnh nó văng ra luôn rồi. Cho nên là hết hồn nữa. Hết hồn là hết bệnh nữa. Chữ tôi một cái rồi đi. Rồi đứng chỗ nào múc. Thì một lát nữa thì có anh Hai với anh Út làm chưa, shipper. Thêm nước chưa? Dạ. Thêm nước chưa? Đặt rồi bây giờ mày 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 múc đi để sau hồi đó nó đặt nữa đó. Cháo này ăn hộ vậy sao hoài đặt hoài à. Để đi. Rồi. Để đi. Cháo đặt xanh. Ừ. Vậy thả đậu với thả gốc hành lá nữa vô là múc được rồi. Được rồi đó. Bây giờ mình múc vô bọc sẵn gì đó. Lát cái có người lại lấy đó, mình đưa luôn hai cô tác. Ừ. Được rồi. Cái nào tay thứ được cái chậm nữa. Nó dính nè. Dạ, lát lửa đây rồi chậm nữa. Đó, dạ anh Hai với anh Út thấy cái nồi cháo. Hết hộn nồi cháo không vậy, nhận thiệt chứ. Nồi cháo mình im lại coi nó làm như nó ngọt hay vậy Tâm? Cái gì cũng ngọt trơn mà. Ờ cái đó chứ gì? Ngọt thêm đường. Vì Hồng Nga làm cũng mới tới đó. Đó đó là về là cái người đó là chị giới thiệu đúng không? Bây giờ cho Tình Thúy. Tình Thúy. Chị Thúy hả? Chứ không phải tên Hồng Nga. Vậy là Hồng Nga là cái đặt cái biệt danh phải không? Là cháu mà dùng dầm thấy không? Ngọt cái gì? Ngọt quá à, ngọt à, ngọt à, ngọt à. Qua đây đây con nghe nè, này bên đây nè. Có khoái, lụm nha. Bây giờ phân ra mỗi người một câu nha.
vô bún, vô bọc sẵn đi. Rồi chút nữa cái mình múc bỏ cháo vô nữa. Nói chung là chuẩn bị sẵn hết để chưa để làm trở tay không kịp. Ôi thức sớm chưa ạ? Ta đi múc cháo mà. Giỏi lắm nè, đi vô chùa với té người ta. Gì hả? Đi bữa đó vô rửa tiếp. Tội không? Cháu bà Tư hay bà Năm? Cháu bà Năm. Chỉ là cái thằng này là ở chung với bà Năm đó con. Cháu nội bà đó mẹ nó chết. Ờ, mẹ nó chết. Vô chùa mà không có mấy đứa thiếu nhi là mệt á. Dạ con nấu cháo không thấy cơ. Cái này không có dầu ăn đó. Rồi mình lấy cho dầu ăn để mình lấy cho dầu ăn. Ủa sao cái bao tay nè? Ừ cái bao tay đục nè, cái tám để ý nè, bao tay đục nó dính nè. Bao tay của mình chân nó không dính. Có 100 ổ bánh mì à. Đâu có đủ đâu. Cái này còn mấy trăm bọc nữa chứ. Để hết cái này mà lại vô bọc ngoài đâu không mình. Bọc ngoài đó dính hết rồi. Đây cậu này nó lại thêm cho ngọt. Vậy là đổ thao nước ra, đổ thao nước. Cắn cắn một là được. Được rồi, để chụm qua cái nó đỡ nữa, cái mắt thêm nước nữa. Đừng có chụm cút củ ra đi để nó than được. Vậy là chín rồi đó ha nốt. Để nó than được rồi Tâm ơi. Con khách comment qua. Cháu bà con ơi. Đây bên đây thì vô phần ngò với ngò gai với hành phi tiêu vô giá nữa. Đâu quay phim đi. Nghe kể là không có ngon cái nào hết trơn. Để là ngoài đang nhiêu nữa không hay là đẩy xô. Đây cho bánh vô vô bánh đâu chỗ này bà đi. Có bánh mì với bún bên kia cô ơi. Có qua bệnh à. Tính sao? Bún với bánh mì bệnh nữa không? Nhiều được chưa? Chưa có vậy. Đi đủ tiền nghe. Bún mì bún bánh á. Hôm nay là đầy đủ. Để ra để này tôi đẩy lên. Không ăn thì thôi, ăn thì nghiện không? Nghiện quá. Có ai vô mà múc với vợ Tâm ta? Trời thôi đổ đi, tôi lên tiếp coi. Có cái thao cái nồi gì để đựng giá rồi. Chứ không rồi lấy bọc thùng về. Đông rau ra. Về thùng bên đây. Cho em bột cho. Ê, không cho bà Thảo hay vậy? Có ai biết đâu à. Không hay vậy, bay rồi bay liền bay. Dạ, bà Thảo. Bà Thảo. Cái gì? Bà Thảo, tôi tiếp cái này. Trời, đâu có tiếp đâu, bà là đi tiếp với Kiều, Du, Leo thôi. Rồi đấy ha. Nói liệu tiếp chồng bà rồi. Đi mấy triệu nữa kìa. 14 cũng làm lâu. Ừ. Cũng nó xàm luôn, nó không có 15 gì vậy. Nó xàm gì cần chơi nhưng mà vui mà. Đụng với bà không? Đụng chút lum lây lum lum la. Rồi đây nè. Có bà Tư rồi, bà phải ghe như tên tên. Có ngày mai đụng bậy quá trời ha. Đụng ba chữ 7 ngày. Đụng rồi cứ quả mới được à. Không chịu à. Nói gì vậy? Trời, bỏ giá không lẽ đụng bông cướp. Không lẽ mà vợ chồng tôi đụng cướp nữa chắc mặt lên. Ai cướp qua mình á. Dùng lên hay ngôi ở luôn á. Hay ngồi mới chịu nha. Hay ngôi, tôi lên chết đó, hay ngôi mới chịu á. À, đây chị em. Dân gì năm nữa à? À, người ta có bệnh, tôi có chết nha. Là tôi không cho nguyều độc nó, độc nó không chịu. À. Chết thôi chịu không chịu. Cháu anh Tài ơi! Tài! Cho vậy muốn ốp vô tô đi! Trời ơi, dạ. Nó nghèo để đó trong cái tô cháo của nó thì bà khỏi dễ cho. À. Cho dạy cho luôn.
rồi đây em cầm lên chọn đi, đưa chợ trước cho ông đi. Rồi đây đây này kẹo trắng rồi nè, thôi chút sở lại ăn, chút sở lại ăn nè, đây chút sở lại ăn nè. Trời, còn sáu tôi mới đi mới tại cháu mới về kìa. Nó còn dư cháu đường sáu đây. Sáu cũng sáu lại đi. Tôi có điện thoại rồi kêu. Cái nồi này tới. Có ông đâu ấy kêu đấy kìa. Biết sao tôi lò gạch chứ lò gạch dữ lắm luôn. Ở dưới lò gạch chứ. Ở dưới lò tại vì khi này bằng 4 giờ 3 giờ tao đi tiêu rồi. Bây giờ mà có chịu không nè. Thôi ghé ăn cháu Dương Ba ơi. Ba nào á? Giờ chợ với em. Còn giờ chọi với em một bát. Hôm nay là 12 giờ nó lại tiếp nha. Chưa hả? Ông nội 12 giờ nào ông nội đừng khỏe. Trời hay chưa nói thôi chưa cho. Tao nói chưa hết trơn rồi. Chưa tính. Hỏi 12 giờ nào cái ngưng để đó. Ừ. Tại ông nội hết lại từ từ. Mà đừng có phim nghe giọng nữa chứ 12 giờ đó chứ. Mà nghĩ gì đâu chồng phải nghe phải rồi. Ê à tôi chưa nghĩ rồi tao nghĩ sâu xa. Tao hỏi 12 giờ nào. Bây giờ mời mình cho bún ra ra. Chị này hả? Mời nói nào bún quế. Bún quế hả? Ờ bún quế giúp đi. Bún quế đang nhiều không? Vậy, im rồi, tiếng gọi chứ gọi cháu tôi không đồng ý mình. Không im, bún quế xong kìa, có được Mỹ bà. Ghi tiếng gọi mới tiếp đó. Cháu có đụng chạm đẳng không? Vậy. Cháu có đụng chạm đẳng ai vậy? Không đụng chạm mà ngạc cái phát bún mà nó im vô nó ngon rồi. Không, mà bà Tâm nấu ngon thiệt. Ngày mai có đậu bún quế. Thôi. Mình thứ ăn tao ra tay hết cảnh. Ừ. Rồi giờ này mấy chị mấy chú rồi cũng lại lai gai ngừ thì đi giao, nói chung là chia ra mỗi người một khâu giao lại mình đem lại cho mấy người cô công nhân ở làm lò gạch đó. Không có cho ai giữ qua con được. Con cháu lên vô đi. Có luôn, có bún mì đầy luôn. Có anh con bài được rồi. Anh con bài này là chắc hết. Trời cái dầm dữ à. Cái dầm của ổng đi. Một cái giờ hai lại lại đó. Kỷ niệm. Hai cục. Đưa. Có hồng bông có mà. Đưa qua đi đi. Giờ hai đó à. Kỷ niệm ổng hả? Chứ không đâu rồi. Đây. Con hai dầm chắc qua đó đi thấy. Ờ gái. Về chắc qua bên đó đi. Trời ơi, nhìn cái bọc cháo nó ngon nè. Dày đặc hết trơn luôn. Dạ, núm nè, củ cải đỏ. Rồi mặt ngon rồi, thêm cầu hủ. Trời ơi, đồ quá đèn luôn. Sống hơn là ta chèo, sống hơn là ta chèo à. Dễ vậy sao? Dễ vậy đẹp ảnh thấy. Lỡ hiếu rồi à. Bà út chưa, bánh coi. Bánh bánh rồi bà rồi. Ôi bữa nay núm dữ ta. Núm rồi. Hôm nay là giàu núm đủ đó. Tại vì hôm nay cái nồi cháo ngọt. Thiếu mặn. Thiếu mặn. Thiếu mặn. Không cháo rồi đúng không? Đi 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 đi. Núm mày đi em thấy chậm. Ông người Việt Nam đâu có chơi dữ mà đâu. Không. Cháo để ăn luôn mới ghê chứ. Ngoái tháng này còn đục tan, dắt mẹ hết rồi đó. Dạ. À, gì nè, anh Thâm ơi. Thấy em cực khổ anh là tôi ra hãy còn nấu ăn đó. Thấy chị chú gặp thấy ơi. Tu của đi đi, nó hoài á. À. Ê, mày nó bún nó kìa. Nó nhịn quá mà. Để cho nó đi. Bún bù ấy à, kiếm mà có bắp chuối gì mệt nó, đừng có bắp. Rồi, đừng có nhắc cái giò, giọng chắc như vậy. À, để giữ hả? Nhắn giọng chắn vô. Cái này để ra dữ hả? Để bà lấy đi. Để tao cho ta luôn đây. Thôi kêu nó lấy đi. Nhắn là chẳng có bắp chuối rồi đâu. Chứ bò này con á, kiếm cái đùi. Cái gì? Bò ấy, phải bò. Cái đùi con vợ của ông á. Ông nội ơi, miễn ngon. Ông nội ơi, miễn măng. Miễn măng là tôi gặp khổ ông rồi. Mới có ra đi, bỏ ra đi mà. Quá trời múc mẹ ơi. Múc không sể luôn mà. Vô chị ơi. Dẹp qua đây đi rồi ngồi bạn đi. Cái bọc giá vô tha mà giữa bưng lại giùm coi. Yêu cầu chị ra.
Chết rồi nó đó. Chết rồi tủ đó. Đó lẹ lẹ cho bà quỷ. Từ 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 từ. Không phải đèn ca này đủ mà chứng của nó Việt Nam rồi. Thôi, Việt Nam. Tao quay lên YouTube kìa mà cái miệng của mày ở giá luôn rồi Thúy ơi. Trời ơi em cho mọi giá hết chị ơi. Dễ dễ. Chồng mọi giá. Giá đó đó. Quà đó. Giá đó đó. Giá đó đó. Dẹp cái bà ấy qua đi cho tụi em đi. Có bánh mì nữa. Dạ hôm nay đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn đó. Đó đó một giá đó. Đó vô mời bạn đi quý khách tham có đủ. Rồi mấy cô vô ngồi mấy cô ơi. Tôi ơi, ở đâu? Này có thấy đây nè. Dạ đâu có về tao, về tao, về bọc đi. Về tao, về bọc ngồi đi. Tôi xin bỏ bọc đây. Lấy tô ra anh Út ơi. Ăn đi, ăn đi, Năm rồi lấy. À, Năm mới về hả bà Năm? Ừ, mới về đây. Ăn đi rồi hả lấy. Nhấp ăn cái đi rồi hả? Cho no bụng cái đi bà Năm ơi. Ở hết bọc được giá hả? Hết rồi quỷ ơi. Giờ dạ, anh hai làm shipper phải không? Có bọc lượng giá thôi. Giờ em có còn mày mày bọc bọc trong đó kìa mà hết rồi. Vô đây. Ngồi đi. Để qua. Rồi cô ơi. Đây. Ngồi bên nào? Giá hết giá rồi, hết giá rồi. Giá mày khỏi chứ giá đang kìa. Giá đây 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 đây. Ờ giá kìa. Đây. Rồi đi ăn đi, ăn quay lên cái giống mình nè. Dạ. Chỗ nào vô nó. Dạ lấy đi lấy. Ừ, cái nào bự luôn đó. Mẹ của ai không giá? Đây, của ai không giá, không giá. Giá đưa đây. Đây bà Năm, qua đây em, bà Năm ơi. Có giá bà Năm bưng rồi. Không có đây có giá. Ê, lần nào thấy không qua thấy có đau bệnh là kêu xin tiền đó nha. Đây cô ơi. Muốn có khác của tôi đi, muốn có khác trình tôi nha. Ít ít hả? Nè chị. Ít ít trình tôi đi. Ít ít chị Thí ơi, chị Thí ơi. Tô ít ít, tô ít ít. Tao ít ít đi Thí. Hôm nay bữa không đó. Vâng rồi, ăn đi. Được rồi, các bạn muốn mì đi. Thí còn thêm, thí còn thêm. Còn thêm gì đang ăn, mới ăn đây. Nữa không? Còn ai nữa không? Cũng nè, tôm không nè. Còn ai tôm nữa không? Đừng có giá nè. Thêm đến thấy trời ơi, gì đâu có cháo, không cháo trời. Ăn cái gì hả? Cô, thí chủ ơi. Thí chủ. Thí chủ ơi, rồi vô vô giá đi, món giá. Ha, rồi chơi con là vợ Thảo hai bọc không giá nè. Từ từ. Ông đó không có lấy giá. Ai không bảo. Ê, thấy cúc là chị hai bọc mình phải giá. Giá này giá này không? Giá này không ai của. Thôi, đừng có bớt đâu. Muốn chơi nữa. Thảo, không đây giá Thảo. Hôm nay là cháu bán quá đắt. Bán hay hàm luôn. Làm cả chục người làm trở tay không xể. Không thấy rồi không biết. Từ phút lần không kẹt. Bốn bạn. Cái bà này bắt buộc nè cô Tư để này vô đi. Để ngồi để bọng vô. Để bà phụ không bà không có để tim này vô chưa hả? Này mấy đấy. Không có bà bái kìa. Đây nè, nè. Người ta niêm rồi bảo mút rồi thôi. Rồi đây nè, gần niêm cái này đây nè bà ơi, chứ ai nó niêm cái kia đâu ông nội. Đây ngồi nó đồ vô kìa. Thì đó bên cô Tư niêm sẵn đây, người ta mút là chỉ phụ con nè. Đây, ở cô Tư có mút đấy. Dạ, cô Tư để mày vô đó cô Tư. Cô này là cô Tư rồi. Đây, 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 đây. Nè có để đó gì để tiêu. Giờ này mới có giờ tầm sáng nè. Cái bọc này giờ mà. Rồi. Đây nè, này dạ có ngay, có ngay. Còn nhóc hơn này. Cái này mình có cái bọc cái này phải không? Có cái sợi ở dưới nè, dưới đây nè. Đây, đây nè, đây nè. Bỏ vô đây. Đây bọc đây nè chú ơi. Đây nè. Rồi. Mấy bọc chú này con để vô cho.
6 bọc nha. Rồi chúc anh ra đi. À, 5 bọc ở đây, 6 bọc. Rồi chúc mọi người ngon miệng luôn. Bọc còn không lấy bánh mì. Còn mì cháo nữa chị ơi. Bọc này còn không lấy. Ở bên kia hết à hả Tám? Chị Út ơi, còn bọc đâu không? Bọc một ký á. Bên cái gỗ nãy được ha. Ờ. Bọc này nè. Còn một gỗ kìa, một gỗ xanh một kìa. Anh em hợp tác để qua bên đây nè tắt từ chuyền ra ngoài đi ra đây nè vậy đấy à, đó quá vui rồi. Này đầu nè. Rồi đó, dạ rồi, dạ rồi chưa? Cái này đầu chưa con? Dạ rồi. Này có giá. Đây, đi rồi hả? Chưa mà. Dạ rồi, đấy rồi. Dạ. Nè, cái này là vận tải bằng xích lô không à, điền ở sao lại luôn. Giá chắc thiếu giá quá ta. Còn nhiều ít đó thôi, đừng có làm nhiều. Thiếu nó hay vậy, vậy để thiếu nào? Chưa, chưa, ít cộng được rồi. Không để nhiều nhiều hết. Biết không? Tắt nhân nhân gì? Nước hả? Tại có bún rồi thêm bánh mì nữa. Sao mì, sao mì vậy, bỏ mì sao ơi. Ngon mà Nam, cháo này ngon mà Nam. Chờ táo vô tư nha. Chờ táo ở 12 bịch của bà đó. Có vừa này còn cái đó đi vừa rồi cũng phải mấy mệt nó dữ lắm à, giật nửa nồi rồi mà quá nhanh luôn. Cho mấy người dạ có ngay. Đây bọc đây bà Năm ơi. Sao bọc trắng không vậy? Dạ. Làm đâu trắng làm đậm vậy đó. Cái đầu ở đâu, ở đâu? Rồi để dưới này nha, con để dưới này. Rồi đây. Rồi mới ở đây nó lấy rồi. Đi đi rồi thôi đóng lại. Con ơi. Quá xôn xao nhộn nhịp. Quậy bút tao nghĩ quá. Quậy vậy đó bút có được, còn mà không quậy đâu. Quậy bút mà. Không thấy quậy đâu. Chưa để cái đó vô của ai. Ờ hết bún hết gì mà. Bún hả? Bún là còn mà cọc luôn. Có ngon không? Ờ đúng, đứng đây bán luôn đi. Ba bọc bánh mì không? Có bún bánh mì đầy đủ luôn. Nào vô lấy giùm luôn đi. Con ba bọc cái gì? Rồi. Bỏ xuống sậy ra cho động hả? Nghe xuống tiếp kìa. Ồ, mấy cô lại xuống tiếp phụ nữa rồi. Mấy ơi. Ba, mấy chị cũng chạy rồi. Dạ bà ba. Dạ bà. Tôi ghét người ta đang cúng mà nói xấu nói ơi, cúng muốn này, muốn kia. Đang qua đây bắt cái này vậy. Ra rồi, còn mấy ra rồi. Quá. Mà cũng coi đi mà tắm làm cái gì lại rồi tắm ơi. Tôi đâu có hại, tôi bỏ nhá. Lấy cái bàn tay đi. Thấy nó nói cái gì đặt cung. Cũng làm gì làm. Trời ơi, cái gì đâu có ống mà dám nói xấu người ta. Nghe hết trơn. Mở tay nữa hả? Ờ, lấy bát rồi nhớ. Mở tay nhớ đây. Nó không có kỹ chữ rồi đâu thôi. Biết ra giọng này chắc là đợi tạm nguyện lên đặng giao ra bên cháu. Tạm là đàng hoàng. Có lên không? Có lên mới lấy gì rồi. Ủa hả? Tạm
Ê, chắc qua đây mà, chắc qua đây coi. Tụi đi ngày qua, lại ông ơi. Bà tám đi, bà bị bà sáng năm bà nói giật bà tát đi. Tám đi hồi 4 giờ có mấy bấy tô người đi sẵn hút cháo đó. Vậy là múc ở đằng kia xong rồi đó hả cô? Rồi, cho hết rồi. Dạ. Ôi, giờ sớm hơn mình nữa à. Rồi, múc có nấu thôi, đặng biết ăn cho hay rồi. Ngày mai nè, ngày mai nấu múc nè. Ngày mai nghe nấu múc nè. Ừ. Bà quế cho nghe tơ bằng đặt bà sáu xuống. Bài bà quế hả? Xuống đây là bằng chạy trước đi. Chiều nay nè, xuống sắt đồ. Vậy ngày mai ở đặng cho gì nữa cô? Ở đặng cho cháu ngoại. Cho cháu hai chị cháu trắng nha. Dạ. Chiều nay xuống xác đồ nè. Tao bà đi bà. Ủa sao thấy múc lâu dữ ta? Lâu lâu dữ ạ vậy. Vậy qua rồi múc nữa đi. Nó mới dành nó ra bà Tâm làm gì làm đi đó chứ. À. Chơi xỉu đi. Cho xỉu đi nè, đừng nói. Đây con được chắc. Rồi. Rồi cái này tốt quá tốt nhưng mà mình sẽ lý cho nó. Tôi thấy giọng này cũng khiến ăn đây. Dạ Tâm ơi. Dạ. Tô ra ăn tô, ăn qua bạn ngồi đi chị rồi em múc tô cho. Cho một tô. Dạ. Cái này là tô đi nãy giờ. Không kịp quá. Hết chỗ để rồi. Bà ba chút xuống qua. Ơi. Ngủ chưa hả dạ dạ Tâm? Dạ. Đây cho một tô. Đây ngủ nó không cháy vậy. Dạ không phải con uống chưa hả? Nó hết rồi nó khỏe chị ơi. Đây của em nào. Đâu sớm cho nó khỏe. Đây nè chị. Rồi chị múc luôn rồi hả? Rồi để đây đi chút nữa có ai lại ăn luôn. Có bà Sáu này nhiều hơn có chị thấy. Ủa tôi bự hơn mà không có bà Sáu. Bà không cho gì cháu mau hết. Bà Sáu có cho cho mau. Vậy cháu mau quá không bà Sáu? Rải cháu mau mặn hết. Ba này còn hạ tỷ nè. Chưa thành thật được. Ngon không cô? Ngon. Ngon hơn ăn những cây. Ngon hơn. Dạ chưa, ngày hôm qua mai mới có. Dạ. Bắt lên coi gì? Coi người ta. Không phải coi nhưng mà bên dân giả đồng quê. Dân giả đồng quê, vô dân giả đồng quê là thấy mọi người. Bây giờ bà Sáu rồi. Tính ta bây giờ. Giờ biết sao không, không ai nhả chân á. Rồi ai ăn rồi ăn nè, rồi mấy người bằng ăn đi để giá hết rồi. Rồi hết giá rồi, giờ tạm ngưng. Tạm ngưng rồi qua ngồi. Ngưng đi chờ giá. Rồi giờ mấy cô qua nghỉ tay người dùng một tô đi. Lấy tô anh Út ơi. Hai bọc cháo. Nè để chung đi luôn đi được không? Thôi để chung nó ướt mẹp. Nào anh mà. Mười hai bọc cho bà Tư phải không? Mười hai bọc cho bà Tư. Rồi đi, rồi đi, rồi đi, quên nè. Để rồi, quên đó. Cho ăn đi rồi đi. Hai mời chấp cái trên tờ là lễ có tiền. Vô đi chị, vô ăn đi chị. Lễ lễ 12 này lễ 13 ăn cuốn mày nói. Bữa nay lễ trễ hả? Bữa nay lễ trễ. Bữa nay dẹp đồ về về nhà nè. Ăn đi qua. Thấy nhà nhà nè, ăn cái chị. Dẹp cái quá. Quá vui. Cho con bọc vô đây cái nữa cô ơi. Con đây. Con xin 5 bọc. Rồi. Con múc tô không? Dạ không, con xin 5 bọc. Xin bọc ha. Rồi. Cho hai trà xíu cũng ok. Dạ dạ, 5 bọc. Đây 12 bọc đây anh Út ơi. Này đây. Lấy cái bọc nữa. Gớt 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 gớt. Đến đây luôn đi. Lấy cái bọc bự. Kệ giá, kệ đơn giá kìa. Đâu, ra lấy giá. Rồi hai bọc á chú. Giá. Ủa bọc giá này con lấy hả? Gì này lại con lấy hai bọc rồi nè. Tôi lấy chồng mấy bọc mới xài. Chị, này mấy bọc xài chị? Bọc đó không là vậy này của cô. Rồi để cho bà tám cái này. Mà mắt này ra là. Rồi mày đi. Tiêu hành đi chị, đi tiêu hành. Cô đi qua để đi. Dạ. Hai thứ
đây thì tôi đội mình ăn nè, tô nè. Đây. Chưa quay chưa đâu. Chưa, còn người ấy thì nhiều. Tôi biết để sẵn vậy đó. Không có thích cái gì hả? Thôi vậy. Thôi không có còn dư cho mà đi cho nữa. Thôi vậy giờ để giờ để qua để tôi đâu. Còn cái đó là cho. Kệ đi. Còn thằng gỗ nữa cô ơi. Không không có kệ cho chơi đi sao? Sao sao? Còn dưới gỗ kìa. Còn giống kệ giống hồi luôn nè. Chị để cho ăn. Thêm trong nồi và ấy nó đi. Tư nồi 12 bịch chứ ạ. Đăng. Tôi đầm một cái bạch cho. Rồi. Sẵn bánh rồi. Cháo luôn nha. Cháu lấy cái gì? Đỡ đầu bánh mì, đỡ mì bún. Nói hỏi bánh mì tôi đem rồi, cái rồi bánh mì rồi. Bữa nay hai vợ chồng mắc cười quá à. Ê, cuộc nghe, bỏ rồi ba, bỏ rồi con tẹp ba. Cuộc nghe. Nghe bà sao cuộc sao? Bà đem cái lỗ đây, anh để vô. Đây. Dạ, chị không biết cháo gì ăn, thích cho nó mập hay mập. Để chị khoái cháo này, để trắng cũng thích. Tôi chưa đưa bún vào bên đây. Mày lấy chưa? Rồi bơi tới cho bún hay gì? Bún. Bơi cho bún, mai cho bún. Đi ra bơi ra mình bút cháo, mai rồi bút bút đi. Mai nữa bút đi. Đây đây, 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 đây. Ở đây đi người thấy mừng luôn. Hết rau rồi dạ Tâm ơi. Bây giờ rau nãy đâu ta thấp thêm mẹ ơi. Tí à. Vô bắt bảy nữa đi. Nãy đâu rồi? Bảy nữa tuần. Rồi hay ta. Rồi mai lại nha, mới tải ra bún cho nó nha. Đâu dạ. 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 Bắt mối rồi đó, đúng bắt mối rồi đó. Không có, bây giờ là mình là bút cháo đặt cho sớm chú. Tôi đã là 35 lon rồi xong rồi chắc chắn rồi đó. Chắc được không? Chắc đủ rồi đó. Không chắn đâu à. Bây giờ mời món nơi cháu trắng rồi đẳng cô này lại quay luôn. Dạ. Ông là thật tháng. Có 4 ngày, gan hoài không chỗ này cũng vậy à, 4 ngày. Còn hỏi đây, hỏi chú Tâm ơi, chú Tâm có ai biết đâu. Còn xúc gì đi. Rồi còn xúc nghiện ai chưa lại thì... Để này đi, để cho chồng đi. Rồi đi. Mà đi con hưởng chưa, tôi chưa lo không đó nha. Ừ. Thôi mà giờ mà sắp chở. Rồi sắp hết rồi. Cá được bỏ đi, cá hết cháo rồi, thấy không? Được rồi, được bỏ nữa. Được rồi. Cái gì múc cá rồi. Hết rồi à, Tám ơi, mình bỏ vô nữa đi. Dạ, nhiều đây đủ. Chưa. Cá rồi đó. Dạ. À, mình qua mình ăn tô đi rồi hả, ngự tô đi rồi hả, về mấy cô ơi nè, múc tô đi chị Thí ơi, ngưng múc bọc đi. À, múc bọc đi, hai cái đô hả, múc cho cô này với bà bán ăn ngự tô đi. Tôi và ba đi về xách bọc về nhà chứ không ai về cái công chuyện được không? Bao nhiêu nữa ra được rồi họ ăn mấy cái bốn bọc luôn trong chùa cho người bằng bệnh ăn bốn bọc. Dạ rồi có. Này anh Út ơi. Chùa bốn bọc. Bọc nó hết rồi. Đây lấy bọc bự nè, tắt chồng vô cái nào luôn đi. Dạ. Rồi. Rồi đây bốn bọc. Để bún bánh mì vô luôn ha. Này còn có hai ổ bánh mì. Rồi con bún ở đẳng rồi kìa Tám. Đi ra qua mình ai ăn cô, ai ăn? Có ai ăn cô không? Còn mấy cự đi nè. Thôi gì à? Tại vì cái ông phải đi ăn được. Ai ăn cái bắp cỡ, ăn hai bọc cái được. Không, tôi không hỏi. Ở đây ăn tô được có tô hả chị? Được. Dạ mời bà lên đây đi, bao bà bún tô.
Trời ơi. Rồi rồi nay dư giá dữ luôn rồi. Ơi chứ gì đâu. Con bọc nào không? Nhóc rồi nè. Dạ con. Con lấy bọc đó. Cô mấy bọc cô? Có rồi. Dạ. Lấy chưa ạ? Chưa. Mấy bọc sao mấy bọc? 5. 6 hả? 6 rồi bà, cô lấy này. Nè nè nè, chồng vô cái bọc nữa đi chị. Hết rồi đó hả? Bình nè. Hết rồi đó hả? Để sách. Dạ còn nhiêu đó nữa hết rồi đó. Rồi cho này cho nó đi. Cô bốn bọc thôi rồi. Phú Hoàng không? Còn 2 bọc kìa. Cho lấy cái bọc cho cô. Rồi rồi. 2 bọc. Còn dư 4 bánh mì đây hả chị? Đúng không? Lấy là 3 bọc. Rồi đây cho con 2 bọc. Cảm ơn nha. Thôi bữa nay không lấy tiền. Lấy rồi. Rồi giờ xong rồi tám mình dùng đi, tám ơi đi. Ai ăn hai mấy đi, cơm gì đó cô ăn. Con. Đây, mũ. Nào Tư ơi. Tao vậy của hai mới ăn thôi. Dạ. Ăn nữa chừng quá đó hả? Ai ăn không biết. Mày muốn mày ăn rồi. Có bún nè, Tám. Thôi khỏi đi. Này Tư, còn một bún nè. Rồi xong. Thì hôm nay á là nấu nồi cháo á, to thiệt là to để mà gửi tặng cho bà con ở đây. Đa phần ở đây là dân lao động bằng ở lò gạch á. Thì khoảng 3-4 giờ là các anh chị cô chú rồi đi mặn hết. Vì ở đây mỗi cứ ngày 14 gầm là nấu một nồi gì đó để đem lại tặng, cũng có chú cũng thích làm thiện nguyện là đem đến tận nơi gửi tặng cho mấy cô, mấy chú, mấy anh, mấy chị đồ mần để mà ăn đỡ đói vào buổi sáng. Đó, thì mấy cô ở đây rất là thân thiện, nói chung làm thì ai cũng đến phụ hết, mỗi người một tay làm rất là nhanh luôn. Thì nhanh mới vừa tờ mờ sáng là hết trơn cái nồi cháo to thiệt là to luôn. Thì Duyên cũng xin tạm dừng video tại đây nha ông bà cô chú. Cảm ơn ông bà cô chú, anh chị và các bạn lúc nào cũng quan tâm và theo dõi video. Giờ xin chào và hẹn gặp lại ở video kỳ sau. Bye bye.